Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 7, chị Hồ Thị Hồng Tê điều khiển xe máy đến một quán cơm trên đường Nguyễn Trãi tại phường 4, thành phố Tuy Hòa để mua cơm. Từ quán cơm trở về nhà, có hai người đàn ông giàn cảnh là nhặt được một thẻ vàng có in các ký hiệu 100%, 20, 24k, 4 con 9 và một cọc tiền. Bên ngoài có một tờ mệnh giá là 500.000 đồng. Hai người đàn ông này nói sẽ chia cho chị T 15 triệu đồng và đưa thẻ vàng để chị T đi bán. Lúc này chị Tê để lại 14 chiếc vòng đeo tay loại vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 cây, trị giá 54 triệu đồng, sau đó thì đi bán vàng. Chị Tê chỉ phát hiện ra vàng giả khi mang vàng đến tiệm để bán, còn hai đối tượng lừa đảo đã trốn biệt tăm cùng số vàng thật mà chị để lại.